rất là tươi ngon. Bạn có thể thấy cái bàn đá trà buổi sáng của chúng tôi gồm có 6 cái ghế ngồi là 6 cục đá bên bờ suối. Thịt nước mắm gia vị ăn sáng bên bờ suối có những món ăn đạm bạc. Cái ai đón ra được làm chức năng gì mà đây này bọn họ đục cái lỗ rộng rộng lên bên đấy hòn đá phúc vô loại cái lỗ để cái đường chưa một lỗ nhỏ thôi. Đây là cái số 7 đang chạy thắng xe đạp mà các anh trung tâm đã gỡ được hôm nay trên rừng. Buổi chiều ở trong rừng thì có món gì đạm bạc thôi để dạ mình sẽ hiểu lắm cho luôn cho con dài đi con vừa uống rồi mà chua ngon.